Vương Nhất Bác tỏ thái độ khi Dương Mịch làm điều này trước mặt. Biết sự thật, fan cười nghiêng ngả. Vương Nhất Bác và Dương Mịch có dịp xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện mới đây. Trong lúc đứng quan sát đàn chị và bà chủ đổ hoa trò chuyện, anh chàng đã lộ biểu cảm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, mỹ nam Trần Tình Lệnh và cô Bạch Thiển vừa tham dự một sự kiện chung chiều qua 29 tháng 8. Đáng chú ý, sự kiện này còn có sự góp mặt của Đổ Hoa, bà chủ văn phòng làm việc của Vương Nhất Bác. Sau sự kiện kết thúc, thay vì rời khỏi đây để di chuyển về nhà thì dường như Dương Mịch và Đổ Hoa đã nán lại trò chuyện khá sôi nổi. Trong khi đó, Vương Nhất Bác cũng chưa rời đi mà đứng bên cạnh quan sát cuộc trò chuyện của hai người với biểu cảm khiến cư dân mạng phải bật cười. Ngay lập tức, chủ đề Vương Nhất Bác, Dương Mịch, Đỗ Hoa trong cùng khung hình đã nhanh chóng xuất hiện trên top hot search mạng xã hội Weibo. Qua đó có thể thấy, dù chưa từng hợp tác hay xuất hiện áo quần lộng lẫy cùng nhau, nhưng cặp chị em đỉnh đùi Dương Mịch và Vương Nhất Bác vẫn thừa sức làm dân tình xôn xao bàn tán chỉ cần vào cùng một khung hình. Dù gia nhập showbiz nhiều năm và sớm nổi tiếng, nhưng về khoản phim bạo, Dương Mịch dường như khá lép vế so với đồng nghiệp cùng thời. Tuy nhiên, cô nàng vẫn giữ được sức hút bền vững khi sở hữu hơn 112 triệu người theo dõi trên Weibo cá nhân, thậm chí còn được người hâm mộ đặt cho biệt danh nữ vương mang hàng bởi nhiều trang phục đồ dùng mà Dương Mịch sử dụng luôn cháy hàng một cách nhanh chóng. Dẫu vậy, Dương Mịch cũng không tránh khỏi việc bị nhận xét thụt lùi về diễn xuất lẫn thành tích phim ảnh trong những năm gần đây, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng cô luôn đứng đầu lứa tiểu hoa 85 về thực tích truyền hình lẫn điện ảnh. Những bộ phim làm nên tên tuổi của Dương Mịch có thể kể đến như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Người Phiên Dịch Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa, Tiểu Thời Đại. Trong khi đó, Vương Nhất Bác là tiểu sinh lưu lượng hàng đầu lứa 95. Sau khi thành công với Trần Tình Lệnh, anh chàng đã nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ và sở hữu lượng fan khổng lồ cùng giá trị thương mại bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Được biết, song song với sự phát triển vượt bậc của Vương Nhất Bác, màn diễn cặp của anh là Tiêu Chiến cũng tăng hạng tên tuổi không kém kể từ lần đóng Trần Tình Lệnh. Nhiều netizen còn nhận định rằng Tiêu Chiến còn giỏi việc giữ sức hút hơn cả mỹ nam họ Vương nhiều lần. Thành danh với các bộ phim Hoa ngữ được đầu tư, Tiêu Chiến vẫn đang giữ được phong độ của mình khi liên tục có thêm hàng loạt những kỷ lục mới. Theo đó, nam tài tử vừa đạt thành tích là nghệ sĩ Hoa ngữ duy nhất vượt mốc 160 tỷ lượt xem trên nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, Douyin. Hiển nhiên, tại bảng xếp hạng này, anh xếp trên cả đồng nghiệp Vương Nhất Bác, thậm chí với những sao nữ fan đông đảo như là Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử cũng chưa thể vượt qua được thành tích này của Tiêu Chiến. Dựa trên số liệu thống kê, kỷ lục mà anh đạt được hoàn toàn bỏ xa một số đỉnh lưu đình đám khác. Thêm nữa, Tiêu Chiến luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhà sản xuất nhắm tới cho các dự án phim ảnh của mình. Sao vùng biển mơ ấy, nam đỉnh lưu đang tất bật chuẩn bị cho những dự án mới trong thời gian sắp tới. Điển hình là bộ Nắng Gắt Bên Tôi, anh đóng cặp với nữ minh tinh Bạch Bách Hà đang trong giai đoạn chờ ngày ra mắt. Theo dự kiến, tác phẩm này sẽ chiếu đài và phát sóng vào cuối năm nay. Đáng chú ý, sau Nắng Gắt Bên Tôi, Tiêu Chiến được chọn đảm nhận vai Quách Tĩnh trong dự án điện ảnh đình đám Anh Hùng Xạ Điêu của đạo diễn Từ Khắc. Ngay từ lúc thông tin này được công bố đã nổ ra luồng ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề ngoại hình, lối diễn xuất của nam tài tử, cụ thể thời điểm ấy, nhiều người bày tỏ sự nghi ngờ bởi vẻ ngoài thanh tú rạng rỡ của nam diễn viên sẽ rất khó để vào một vai thiếu niên Quách Tĩnh ngây ngô, chân thành, chính trực và nghĩa hiệp. Tuy nhiên, đối với một người làm phim chuyên nghiệp như đạo diễn Từ Khắc thì không nghĩ vậy. Ông đặt niềm tin rất lớn vào thực lực của Tiêu Chiến. Cách đây không lâu, có nguồn tin trên Weibo tiết lộ chia sẻ của đạo diễn Từ Khắc về nam chính Trần Tình Lệnh. Tiêu Chiến là một diễn viên có tài năng phi thường, các diễn viên kỳ cựu đánh giá cao kỹ năng diễn xuất và thái độ của cậu ấy, vì đạo diễn này nhận định. Tổng hợp lại, một số điều trên đủ để chứng minh sức hút của Tiêu Chiến thật sự có phần nhỉnh hơn so với đồng nghiệp từng hợp tác với mình là Vương Nhất Bác, bởi mỹ nam họ Vương gần đây liên tục dính vào lùm xùm phát ngôn phà miệng, khiến không ít người hâm mộ quay lưng.